Các bạn đang nhìn thấy một cái main mà không xuất ra tiếng. Âm thanh đã nhận rồi. Đó. Tất nhiên là tôi đã kết nối tất tần tật vào. Loa liếc kết nối hết rồi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sửa chữa. Vậy là main của các bạn không xuất ra tiếng, lỗi này thường do IC cạc tiếng. Chúng ta tiến hành thay thế. Đó, bạn rút một con IC chết ở trên cái main chết của các bạn ra. Bây giờ các bạn rút một con IC ở cái main khác mà các bạn chẳng biết nó chết hay sống, các bạn thay vào. Vì những cái main xác của bạn đều là 50-50. Cuộc đời ai phải đánh sóc đĩa một lần hay đánh cờ bạc một lần, thì chính cái quá trình thay IC này không khác gì các bạn đang đánh cờ bạc. Nhiều lúc các bạn phải thay đến con thứ hai, con thứ ba nó mới chạy, vì đơn giản là IC trên main chẳng biết sống hay chết. Và cũng đơn giản là chúng ta không khẳng định được là chúng ta bách chiến bách thắng, giống hệt các bạn làm phát chưa chắc con người ta sửa thì thay IC không chắc chắn là nó chạy, chính là lý do như này. Mặc dù con người ta, con gái người ta không sao cả, zin đét chưa làm gì cả, 100% đẻ được, nhưng các bạn làm người ta không sửa, đó là lỗi của các bạn. Giống hệt bây giờ tôi thay IC không chạy, đó là lỗi của tôi phải thay lần nữa. Bây giờ mới đến bước khó nhất các cụ dạy rồi. Khó nhân thịt chó, khó như nào con gái người ta chửa. Thì bây giờ chính là cái bước mà các bạn bỏ bao xương máu, các bạn đóng con IC vào. Cũng phải luyện rất nhiều. Không như dễ dàng như các bạn ăn miếng thịt chó vào. Cũng không dễ dàng như các bạn làm con gái người ta chửa. Thì chính là cái công đoạn khó nhất thì tôi đang tiến hành thay thế con IC. Cái tỷ lệ thay thế IC là sao thợ thường nói đó là 3 3 phát ăn 1. Với thợ lành nghề thì kiểu gì hai phát ăn một, với thợ già đời sắp sửa súng lỗ rồi thì là một phát ăn một. Vì vậy là các bạn mới vào nghề mà thay cạc sao khoảng 4 phát ăn một thì các bạn cũng tự tin lên. Ông nào sắp đắp mộ rồi mới một phát ăn một thôi. Đó, sau khi là đã thay thế xong con IC cạc sao thì bây giờ là đã có tiền, có nghĩa là làm phát ăn ngay, có nghĩa là tôi sắp bỏ nghề rồi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy là thay thế luôn rồi. Vậy là việc sửa chúng ta rất đơn giản. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.